tụi nó định đi đâu kìa. Gót đi. Ừ, tụi nó đang đi đâu kìa. Ui, ui, hướng nào chúng ta phải cố gắng theo dõi nó nha. Ừ, tôi biết rồi. Theo dõi nó nhiều nhất có thể. Bởi vì làm chi, chúng ta phải cần biết được thông tin nó đi đâu để chúng ta còn cứu cái quả trứng đó nữa. Rồi. Tụi nó đang đi. Như tụi nó đang đi ra bờ sông nữa kìa. Định đi đâu vậy trời? Cái nơi này chúng ta đi đã rất là xa luôn rồi đó, mà không hiểu sao mà nó vẫn còn đi hoài. Ui, nó mất tiêu rồi. Đây, thấy rồi nè. Hướng kia kìa, nhanh lên có đi. Chúng ta không thể chậm trễ một giây nào hết. Rồi, đi nhanh lên nào Kitty, về hang của tụi mình nè. Được rồi, cứ đi đi. Ui, bọn họ nói là đi về hang kìa. Chúng ta phải cố gắng theo dõi đi. Vậy đây là căn cứ của bọn họ rồi. Hình như là vậy, nơi ẩn náu hay sao đó. Nhanh lên. Rồi, dưới đây nha, nhanh lên nào. Ừ, ta biết rồi. Ui, nhanh lên Goldie ơi, nhanh lên. Bọn họ chui xuống sông luôn kìa. Ủa, không phải cái sông đâu. Không mà, biết nữa. Mà là một cái hang ở dưới đây. Ủa, một cái hang. Vậy là bọn chúng ngụy trang hay thiệt. Thôi được rồi, đi theo dõi đi. Nhanh lên. Ừ, chui xuống đi. Chúng ta cần biết nhiều thông tin hơn nữa. Nhanh lên. Hướng này. Được rồi. Hình như bọn họ đi vào trong rồi kìa. Thôi nhanh lên có đi. Nhanh lên nha. Dạ sao tôi vướng cái gì vậy nè. Đang đi theo. Tập tay nè. Dạ tới đây rồi. Nhanh lên nha. Ông đi từ từ thôi. Chúng thấy một cái là tôi đợi đó. Quả trứng đang nằm trong tay của bọn chúng. Nếu mà chúng ta làm gì thì không biết đỡ được đâu. Cẩn thận vào. Thấy rồi. Cẩn thận. Ui nó đã đi vào trong đây rồi. Một căn cứ. Căn cứ. Hình như nó đang cố giấu cái quả trứng ở đó kìa. Rồi, đúng rồi. Chúng ta sẽ để quả trứng ở đây nha chết tay. Ê, không được đâu. Chúng ta phải nên giữ cái quả trứng đó luôn bên mình đi. Tại vì chúng ta phải giữ nó thật là chặt chẽ. Hay là bây giờ tôi sử dụng tốc độ của tôi chạy xuống tôi cướp quả trứng đi là được à? Cướp quả trứng hả? Không được đâu. Bây giờ nếu mà bọn họ lỡ phát giác, với lại Kitty Mazda đang đề phòng nữa, với lại nữa thêm một cái nữa là lỡ có chuyện gì, lỡ ông giật cái quả trứng mà nó bị chọt tay mà nó lọt một cái nữa là khổ luôn á. Là lúc đó chúng ta vừa đối diện với Rách đi mà vừa đối diện với Kitty Mazda, sao mà chịu nổi? Trời ơi, vậy thì bây giờ phải làm sao? Cứ bình tĩnh đi, chúng ta phải cần một kế hoạch rõ ràng, hiểu không? Nếu mà chúng ta manh động ngay lúc này, nhiều khi sẽ rất là nguy hiểm. Vậy chắc là bây giờ phải đợi thời cơ nữa rồi. Chúng ta phải đợi thời cơ thôi, không thể nào gì được. Vậy thôi, cũng được, tôi sẽ giữ quả trứng này. Vậy qua kia ăn gì đi, từ nãy giờ tôi đói bụng quá rồi á. Sức mạnh của ông có thể đánh bại được cái tên mốt ghi đó không? Nhưng mà trong cái trận đấu thì tôi chỉ được một cái tốc độ là nhanh thôi. Chứ cái việc tấn công với phòng thủ của tôi khá là yếu, nên tôi chắc là sợ không đánh lại đó. Nhưng mà tốc độ thì sẽ không có ai có thể đánh bại được tôi đâu. Đúng là ông trời không cho ai hoàn hảo hết một điều rồi trời. Bây giờ cho ông tốc độ siêu nhanh, nhưng mà sức mạnh với sức bền thì không có. Giờ đánh nhau với ai sao được giờ lỡ. Chị Thường Thường, ông đánh nhau ông chỉ lãnh một chiêu thôi là ông đi bụi rồi hả? Đúng vậy, bởi vậy tôi phải sử dụng cái tuyệt chiêu tôi né thật là nhanh đó. Ôi ôi, né thật là nhanh, giờ lỡ có chuyện gì cái là má nhìn ông da luôn đúng không? Ừ, ôi ôi, ôi nguy hiểm quá. Thôi, nguy hiểm quá. Tôi nghĩ bây giờ, tôi nghĩ là tốt nhất chúng ta thêm một cái này nữa thôi. Chúng ta phải đi về nhà và chuẩn bị kế hoạch. Hả? Chuẩn bị kế hoạch gì cơ? Kế hoạch để cướp quả trứng. Trời ơi, bây giờ ông còn suy nghĩ gì nữa. Thôi đi. Ok, được rồi. Ông nhớ tọa độ này nha. Khi mà chúng ta cần, ông sẽ dịch chuyển bọn tôi tới. Tôi biết rồi. Đi. Rồi bây giờ quay về thôi. Đi nè. Quay về. Được rồi. Đi theo tôi. Chúng ta phải cần kiếm thêm người để chúng ta thực hiện cho kế hoạch của chúng ta. Ủa con đi ông đâu rồi? Nè tôi đây. Xin lỗi. Trời ơi. Theo ông nội này lẹ thì cứ rõ ràng là mình thấy ông không có sau lưng mà trời. Tự nhiên cái xây lại xây tới cái là ông sau lưng tôi trời. Ảo thật sự. Dạ tôi đi đúng bình thường luôn á. Bây giờ sẽ đi vô tìm Billy thôi. Tại vì sức mạnh của Billy khá là mạnh đó. Nói chung cha con nhà của Raddy ai cũng có sở hữu sức mạnh rất là mạnh nhưng mà không có cái đầu thôi, đúng không? Thấy quạo hoài ha. Đúng vậy, chúng ta phải cần liên minh với lại Billy. Chúng ta phải cần Billy giúp cho chúng ta trong chuyện này. Với lại tôi nghĩ đó là kiểu như quả trứng đó là của Billy mà. Nên vì thế gọi là quả trứng đó cũng gọi là em của Billy á. Nên vì thế chúng ta kêu Billy là hợp lý. Ổng sẽ kiểu như giúp nhiệt tình hơn. Tại vì hiểu à, hiểu mà đúng không? Đúng rồi, hiểu mà. Billy có nhà không? Billy, kiếm hồi lại. Billy ơi, cứ này đi đâu mất tiêu rồi. Ủa sao kỳ vậy? Hey, đúng rồi, bây giờ ổng đang lo cái chuyện mà Danny Benny ở bên nhà của Daddy. Rồi chưa xong cái chuyện đó mà bây giờ đã lại thêm cái vụ quả trứng nữa. Ôi đâu, chả tới kìa. Bệnh tiền chứ, không lẽ mình phải đi yêu con nhỏ tiếp. Ôi hợp lý á, hay là ông yêu đây Billy. Bỏ. Yêu Kitty đi là có về quả trứng. Bỏ. Không có yêu con nhỏ đâu. Ta giết nó đây, rồi dám lấy quả trứng của em gái ta. Em gái luôn hả? Chưa đẻ ra mà mày biết em gái em trai luôn hả? Mày mong muốn đúng không? Em gái em trai gì cũng được đó. Vậy bây giờ biết tại sao hôm nay tao qua tìm mày không? Mà không qua tìm Raddy đi. Quên nữa. Người tìm thấy được quả trứng chưa vậy? Đi qua đây nè, nghe nói đi. Bà của ông tôi không thể nào kêu được. Bởi vì sao? Ông ấy
đang có một sự gọi là sao ta, gọi là chèn ép ở con Kitty Mazda. Dạ ông cũng kể tay sơ sơ rồi, nhưng mà giờ phải làm cách nào chứ? Bây giờ người có cách gì không? Tôi nghĩ chúng ta phải có một cái kế hoạch, bởi vì chúng tôi đã theo dõi con nhỏ đó và biết được nó lại mất ghi trốn ở đâu. Vậy đi đi báo cho tao tao biết đi. Trời ơi, hai đứa đó đi rồi. Của ông bây giờ không có dính vô chuyện đó. Một á là ổng sẽ phá hủy cả thế giới nếu không có quả trứng theo lời của Kitty Mazda. Hai á là tôi phải trong vòng 3 ngày phải lấy lại quả trứng. Thì giờ sao? Thì ngươi cũng phải đem quả trứng ta về chứ đó. Em ta nói chung từ từ, thằng này không bao giờ bình tĩnh được hết chứ. Tôi nói rồi, thằng này có sức mạnh nhưng mà không có cái đầu. Ngồi xuống bình tĩnh nghe tôi nói nè. Nghe đi. Bây giờ chúng ta phải cần một kế hoạch, hiểu không? Kế hoạch gì chứ? Kế hoạch đức chi là đơn giản là xong rồi. Bây giờ God đi thì là có tốc độ đúng không? Còn ông có cái gì? Thì ta có sức mạnh. Không, có được sự yêu quý của Titty Mazda. Cái gì? Ơi, mày nói gì vậy? Đằng kia có tốc độ đâu có yêu quý của Titty là sao? Thì ui, tao lâu đâu, mày bình tĩnh, mày không có cái đầu, mày không có cái đầu. Không thông minh lắm. Ta rất là thông minh nhưng không à yêu con nhỏ đó. Thì cũng hợp lý đó. Trong cái trường hợp này tôi thấy ông có cái đầu, nhưng mà thôi, bây giờ nè, nó đang rất là thích ông, đúng không? Thì sao? Chúng ta dễ ghét tao rồi. Bây giờ tôi hỏi ông nha, ông có vì quả trứng mà ông làm tất cả không? Đương nhiên. Ok, vậy thì hợp lý. Tôi sẽ... Mày định làm gì? Kế hoạch của tôi rất chi là đơn giản. Bởi vì sao? Sức mạnh của con nhỏ Kitty Mazda là gì? Khóa chân người ta lại, đúng không? Độc tố khóa lại, đúng không? Nó đi đã bị trong lần trước rồi, đúng không? Ừ, đúng. Ta... ông chưa đối diện với nó thôi. Ở đâu? Có gì tối thượng. Ok. Nhưng mà bây giờ nói chung Goddy là đối diện nhiều nhất nè. Goddy nói về sức mạnh của con nhỏ đó đi. Con nhỏ đó là con nhỏ cực kỳ gọi là điếm. Nói chung là nó điếm túi khó hả? Chịu lắm. Yêu hỏi sức mạnh của nó chứ ai nói tính cách đâu ba. À, gọi lên sức mạnh nó như nào? Thì sức mạnh của nó sẽ khiến cho tụi mình bị tê cứng cơ thể lại và không thể nào có thể di chuyển được. Nói chung là tôi nhanh đó, nhưng mà tôi không thể nào. Nhỏ cái tí mắt đa giống như là sụp bọt, đứng sụp bọt ngoài sau đó hỗ trợ, hiểu không? Nếu mà trong chiến đấu á, là nó giống như là hỗ trợ ngoài sau, hiểu không? Nó với ông mà về một cặp là hết bài luôn, một thằng khóa xong rồi một thằng đánh là đúng đời á. Đó, hay là bây giờ ông với nó yêu nhau đi, tôi thấy hợp lý. À, chết, ta thà kêu chỗ chết còn hơn là yêu con nhỏ ngu đó. Trời ơi, người ta xinh đẹp vậy mà muốn gì nữa. Ta không thấy nó đẹp gì hết. Thôi nói, thôi giỡn vậy là được rồi. Chúng ta phải cần tập trung để kế hoạch đó nữa nè. Nhanh đi. Bây giờ, bình tĩnh đi. Để chừng đó nhanh đi. Người làm gì nhanh lo cho ta. Bình tĩnh đi Melly. Đúng. Sử dụng Mỹ 5 kế. Nó rất là mê ông. Bây giờ, chúng ta phải cần quyến rũ con nhỏ đó. Hiểu chưa? Còn thằng kia sao? Thằng kia thì để gót đi lo. Gót đi sẽ chỉ cần quan sát tập trung hết là hết cỡ, sau đó dùng một tốc độ để cướp quả trứng. Nhưng mà không phải cướp từ tay của nó, phải cướp, phải canh đúng lúc nào mà nó đặt cái quả trứng xuống hay là nó buông thả, kiểu như nó buông thả quả trứng ra, thì lúc đó ông phải nhanh cơ hội đó liền, hiểu chưa? Hiểu rồi. Tôi hiểu như vậy đó. Rồi sao? Thôi mà làm cái trứng nó bị cái gì đi, ta xử ngươi luôn đó. Không quá à, làm gì tôi gì đâu. Đỡ. Hay là mình đi kiếm thêm một người nữa đi. Một người nữa hả? Đúng. Tôi nghĩ một người liên quan nữa, đó chính là Toxie Biggie. Đúng rồi, đúng không Billy? Trận trước nó mới đánh nhau lại Morgie đó. Lôi nó đi luôn. Lôi ổng đi luôn, đi chung với ai luôn. Nó phế rồi mà. Ấy cái gì? Đánh bại công lại. Nhưng mà có thêm một người là đỡ hơn không? Tôi có làm gì được đâu. Tôi chỉ là dùng cái đầu thôi. Nói trước là thằng đó nếu như nó bị cái gì đó thì ta không có chịu trách nhiệm đâu á. À được rồi. Bây giờ qua nhà của Toxie đi. Mệt ghê á, nhanh lên. Nhớ là đừng có bép xép cái mồm nha, Bill lại. Hãy cẩn thận giữ cái mồm giùm tôi. Ê, thằng này trận trước nó bị vừa đánh thua đó. Đánh thua đâu. Hai đánh một, bây giờ mình ba người đánh hai mà. Đánh nói gì vậy? Trời ơi, sao ông mà khinh thường người khác quá vậy Bill ơi? Tự nhiên thằng mày nãy nó bị đập tơi tả luôn. Dù vậy thì đông hơn còn đỡ hơn. Đông hơn là xịn hơn rồi. Quay, Toxie. Ủa mọi người tới rồi hả? Ủa sao đông quá vậy? Ê, có mẹ đây mà, đi đâu? Trời đất ơi, mày hỏi ba mày đó. Nó quậy, nó cứ cà nhây hoài rồi ổng nhốt nó lại luôn rồi. Thôi tao cũng nhức đầu quá, thôi để cho ổng nhốt. Nhốt lại luôn hả? Đúng rồi, xích nó lại. Trời ơi, chúa hài, tôi nói rồi. Thằng ông nội đó nó cứ quậy hoài, ồn nhức hết cái đầu luôn. Mỗi lần mà tôi đi với ổng lần, trời ơi, quậy hết cái này, quậy tới cái kia. Hên là tôi cũng bình phục rồi, chứ tôi mà chưa lành mà nghe nó nói là chết luôn á. Ờ, nổ não với nó thiệt luôn á. Ủa, nhưng mà tôi nhớ là nó làm đàn em đen hồ của ông gì mà. Thôi, cái đó gọi là tạm thời, tôi
mà cho anh em tao vui thôi, chứ nói chung là tao không cần nó đâu. Trời ơi, mà thôi bây giờ chúng tôi đang có một kế hoạch. Gì vậy? Để có thể lấy quả trứng về. Chúng tôi đã biết được nó ở đâu rồi, và bọn tôi đang có một kế hoạch rất là hấp dẫn. Tại vì nếu mà không lấy được quả trứng thì Daddy sẽ rất là căng thẳng á. Có phải là Kitty Mada không? Đúng rồi, tụi tôi biết được cái chỗ đó ở đâu rồi. Đó là một nơi cư ngụ ở dưới một cái hồ của Morgy và Kitty Mada. Chúng ta phải cần một kế hoạch. Tôi nói rồi, thì Billy sẽ dùng Mỹ Nam kế với lại Kitty Mada, còn Goddy sẽ dùng tốc độ để có thể cướp quả trứng. Còn ông thằng này xấu vậy mà cũng làm Mỹ Nam kế được hả? Rồi, cậu ta thì sao? Ông giờ ta còn ông, rồi, biết rồi. Còn ông, công việc rất là đơn giản, đó chính là mồi vũ. Cái gì? Mồi vũ? Lỡ có chuyện gì làm mồi dữ hả? Đúng rồi, đúng rồi. Tại vì ông biết Morgy rất là đen khó chịu với ông rất là nhiều đúng không? Tại vì đúng hai rồi. Người đánh nhau. Nên vì thế, có ông vô khi mà có chuyện gì, ông cũng sẽ dễ để kích động cái tên thằng Morgy để cho Goddy nhanh cơ hội cướp quả trứng. Hợp lý rồi. Trời ơi, người có cái nào hiểm. Không, Billy? Nghe cái mùi tao bị đập thêm một trận nữa thôi mà cũng được. Thì mục đích xa cao cả. Thôi, đi thôi em ơi. Đi. Hay hay. Thì lên theo tôi, Bây giờ, ê, đứng lại đi, Goddy dịch chuyển cả đám qua cho nó lẹ. Ừ, đúng rồi. Rồi, chuẩn bị chưa? Được rồi, thôi dịch chuyển xa xa đi. Thiếu nha, đừng trước cổng là nó đi ra cái thấy đó. Ok. Rồi, dịch chuyển đi. Ơi, tụi nó kìa, tụi. Ôi, tụi nó kìa, đập vô. Ủa, nó đem quả trứng đi đâu vậy? Hình như đang định, đem đi giấu hay sao á. Ôi, bình tĩnh, Billy. Bình tĩnh. Trời ơi, kế hoạch đi, theo lời tôi. Kìa. Nó thì sao? Bây giờ, được rồi. Taxi. Nó một trận rồi, khai, nó kêu nó khai chứ chứng lại cho nhanh. Đi đi, taxi. Bây giờ, ông lại mọi dữ mà. Bây giờ, ông lên kích động cái thằng Morgy đi, nhớ lên. Rồi, để tôi. Thằng Morgy kia, tao tới tìm mày đây. Làm gì là làng vậy? Mày. Đúng rồi. Mày đánh tao, mày tập trung theo dõi nha mọi người, tập trung theo dõi đi, tôi kêu cái gì là mọi người làm theo cái đó liền. Lần trước mày đã đánh tao bầm dập và bây giờ tao đã trở lại và tao sẽ xử mày, Morgy à. Nè, người bị bầm dập lúc đó là đáng đời, mẹ của mày. Không chịu hồi sinh ba tao. Đó là chuyện của bà ta. Và mày đừng nhắc mẹ tao đây. Nhưng mà điều đó cũng đúng mà. Mày sẽ phải chấp nhận chuyện đó thôi. Mày quá trẻ con và nông nổi. Nếu mà làm theo lời của mày thì thế giới này còn gì là tự nhiên nữa. Morgy, mày bình tĩnh lại đi. Nó đang kích động mày thôi. Thằng này. Thôi, mày có kích động tao thì cũng không làm được gì đâu, Toxy. Tao không đến đây để kích động mày. Và đó là sự thật. Mày là một thằng trẻ con. Ba mày chết là một điều đương nhiên. Thằng khóc, ta chấm cấm mày nói về ba tao như vậy. Thì sao, mày nói về mẹ tao được mà. Tại sao lại tao lại không thể nói về ba của mày được hả, thằng con trời đánh kìa. Khúc ổng còn sống thì mày tư mặt ổng, mày đuổi ổng ra khỏi nhà. Còn đến khi ổng ra đi, mày lại điên lên, mày lại quậy. Mày lại tiếc, mày hối hận sao. Ất lên nực cười. Ta sẽ giết mày thằng cha. Morgy, mày bình tĩnh đi. Chuyện này để tao. Mày xử được gì? Có tao có sức mạnh có thể làm được. Bây giờ mày giữ quả trứng này cho ta để ta xử thằng đó ra bả. Mày để yên đó đi. Có một người sẽ có sức mạnh hơn cho tao và mày tiếp đãi nữa. Một người đủ sức mạnh là ai? Được rồi, tới giờ của ông rồi đó. Lão già rách đi. Gì? Rách đi là sao? Tại sao lại về phe của mày? Mày đi đi nhóc con. Không thôi đừng trách tao. Ông bị cái gì vậy? Chính nó là đứa đang giữ quả trứng, là con của ông mà. Chết mày rồi taxi. Ông già, ông hãy mau xử cái thằng đó đi. Không là tôi sẽ không đảm bảo cái quả trứng của ông đâu. Được rồi, tôi sẽ làm theo ý của cô. Chỉ cần quả trứng của tôi an toàn là được. Được, vậy hãy làm theo lời của Morgy đi. Lấy mạng của thằng đó. Chuyện nhỏ. Thôi chết. Taxi kìa. Con ra. Tôi đâu rồi? Chết rồi, không ổn thiệt rồi. Bây giờ, con kia vậy. Bây giờ tôi nói ông nè. Bây giờ rách đi, bây giờ đó là bậc làm cha mẹ đó. Bây giờ chỉ đứng về quay lưng với cả thế giới. Chỉ để đứng về con mình thôi. Ai ông bị khùng quá á trời. Mày khỏe vậy sao chứ? Hết thiệt thì chứ. Mọi thứ là con nhỏ. Con nhỏ Kitty Mada nằm hơi nằm ngoài kế hoạch ở đó, nhưng mà không sao. Tôi sẽ cứ suy nghĩ thử. Thôi như đó là kế hoạch A đi. Bây giờ cái ơi. Kế hoạch B từ từ. Đi xuống Mỹ Nhân Kế con nhỏ Kitty Mada nhanh lên. Lẹ. Ơi. Trời ơi. Ê ông già, bình tĩnh lại coi. Cái ông già đây. Xin lỗi mày. Tao đã hết cách rồi. Ai ông già dừng lại. Gì vậy? Sao mày tới đây?
Ê à, mày đến đây để làm gì vậy? Billy, tôi đến đây không phải vì ông đâu. Là vì em mày thôi đúng không? Nếu như vậy thì tao đang làm chuyện đó rồi, không cần mày đâu. Đi đi, mày không nên xê vô chuyện này, Billy. Billy, đừng có về phe ổng. Ta đâu có về phe ổng đâu. Ta đến đây đâu phải vì ổng. Ta đến vì tình yêu của đời ta. Tìm mắt ta. Thằng này nó giảm gì vậy trời? Ồ, ông nói gì vậy, Billy? Trời, thằng này đâu ra mà nó sến chứ trời. Cái gì vậy? Nó nói gì vậy nha? Kệ đi, nó cũng đang làm tốt mà. Mắt ta, em xinh đẹp như hồ, như biển, như cá, như trời. Anh sẽ là thằng đánh cá, anh sẽ bắt em. Hãy về ba anh, tự bỏ mọi thứ đi với em thì. Trời ơi, cái thằng này diễn tệ quá, đã sến rồi còn mắc cười nữa. Lộ sao? Này, nói cái quái gì vậy? Biết tỏ tình gái không vậy? Ê, nói chuyện kiểu đó không biết ai yêu được mày luôn đó, Billy. Có thật là... ông đồng ý quen tôi rồi đó hả? Cái gì vậy? Tụi mình đang lên kế hoạch để xử đẹp thằng Red ông, thằng Red đi mà. Thì Billy, ta có thể từ bỏ tất cả. Xin lỗi mày, Morgia. Cái con điên này, mày tỉnh lại coi. Baby, hãy đến với anh nào, baby. Ê, cái tay mày đừng có làm vậy, nghe chưa? Suy nghĩ coi theo kế hoạch. Bruh. Gì đây? Cái tay. Trời ơi, sao tự nhiên mình chung tim với con nhỏ mê trai vậy trời? Rồi, tự nhiên anh thấy anh với em hợp đôi ghê, cục cưng. Trời đất ơi, mình có nên trốn đi chỗ khác không ta? Ở đây ngột quá à. Trời ơi, nó nói thế mà cưng Kitty Panda nó lại quay qua đây luôn sao? Trời, đúng là thế giới này lạ thật luôn. Gu nhỏ này mặn quá mà gu thằng kia cũng mặn nữa, trời ơi. Đúng là kế hoạch của tôi đỉnh không? Không, một vết xước liền. Một vết xước liền. Thôi coi, diễn biến tiếp đi nè. Xin lỗi mày, Morgy à. Nhưng mà tao cần Billy nhiều hơn. Không hiểu luôn á, hai đứa bay. Ê, lão già kia, tôi quên là tôi còn quả trứng này đó nha. Mặc dù không còn con Kitty trong đội của tôi nữa, nhưng mà tôi vẫn còn giữ quả trứng. Nên ông đừng hòng cãi lời tôi đó nha. Bây giờ ông phải về phe tôi, nếu không thì tôi sẽ đập nát cái quả trứng này. Thằng này, tao quên là vẫn còn mày nữa. Ê, thôi chết, quên là còn mốt đi nữa. Được rồi, bắt đi, bây giờ tới lượt ông đó. Hãy nhanh tay, cứ quả trứng đi. Được rồi, hãy để cho tôi. Ây cha. Hả, có đi ra tay rồi. Vậy là quả trứng sẽ cướp được thôi. Chống cậy vào mày đó, gót đi. Gót đi. Hả, gót đi. Gì vậy? Cái gì? Thằng nhóc gót đi. Quá vàng. Chạy nữa đi con trai. Từ khi mà ngươi xuất hiện, người ta đã đề phòng trước rồi. Ngươi định cướp quả trứng này hả? Ta hóa vàng ngươi luôn. Chết rồi, mọi kế hoạch không lẽ bị đổ vỡ hết rồi. Để ta coi mày chống đối được nữa không, gót đi. Chết rồi, hỏng rồi, bây giờ phải làm sao đây? Quên là mất đi còn hóa vàng nữa. Được rồi, gót đi, bây giờ tôi muốn ông giết hết tất cả mọi người ở đây. Tất nhiên có thể trừ Billy thôi thì có... Cái gì vậy? Kẻ nào cướp quả trứng của ta? Ai vậy? Ai dám cướp con của ta? Ơi, hình như là con ếch. Chết rồi. Con ếch làm gì cho nó đó? Anh mất đi tìm quả trứng rồi. Tao sẽ làm cho lợi mày mà. Mày thả con tao xuống nhanh lên. Hả? Con ếch rõ ràng là nó đã rời bỏ mất đi rồi mà. Như vậy là sao? Định lực kèo hả? Pick up the phone.